Ờ, con để đó đi. Ờ. Đây, cho mẹ muỗng cái, cho mẹ muỗng cái. Mạnh lên. Đây là cái ngày mua cái đồng hồ này là ngày 26 tháng 8 năm 2022. Cô Điền nè. Đây, cô Điền nè. Cao này chi nè, tôi nên nè. Rồi, mình sẽ kìm mở đi. Thì cứ đi thôi nha. Rồi, con để đây đi. Rồi con mở đó cho mẹ. Rồi cho mẹ mượn nha. Đây là for you nha, Misaki nốt nha. Mẹ mua cho Misaki này nha. Đây là Misaki nốt nha. Đồng hồ này là của Misaki đó, mẹ tặng Misaki á. Đồng hồ này là 5.700.000. Rồi con mở cái đó cho mẹ thôi. Cái này này, mở cái này này, mở cái đó ra. À, cảm ơn con nhé. Đây, hóa đơn ngày mua, ngày tháng năm, hóa đơn mua hàng, tên đồng hồ và 5.700.000. Xem bữa xí ha đây nè, có đeo ca nè. 5.700.000 đồng. Đây là cái này, lớp này là để bảo vệ nè, khi nào mình mang là mình sẽ mở ra. Misaki lớn rồi, Misaki mang rồi, Misaki sẽ mở ra. À, tàu có đem Misaki Akeru nè. Có đem Misaki nấu cả rồi. Misaki Akeru Matte. Còn lại như là cái lắc vậy đó.
rồi, Misaki này này nè. Để mama hết nè. Mama để cho nha. Ok, giải sơ xíu kìa nè. Rồi, à tao mới sẽ kích cái anh nè. Khởi đi mới sẽ kích.